Alo, chào bác. À, hôm nay em có một đơn hàng. Đó, đây là một chiếc máy dò cứu loại. À, thì hôm trước em làm clip về chiếc đồ chơi điện thoại này, đây là khẩu súng pháo diêm nhá, bằng cứu loại. Đó thì em có nói sơ qua là em đã bị lừa một lần khi mua một khẩu súng cũng bằng cứu loại nhưng lại dính phải hộp bột. Bởi vì lúc đấy thì hộp hàng là kín và người ta không cho em mở ra. Mua hàng trên Shopee thì nhiều khi các bác không được mở ra đúng không? Đó, thì nên em có trong clip đấy em nói em sẽ mua một chiếc máy dò cứu loại để mỗi khi về em thử bật chiếc máy lên dò xem là có phải cứu loại không và thứ nhất. Thì ví dụ như là điện thoại này, hay là máy chơi game này, hay là một số thiết bị mà có cứu loại thì dùng chiếc máy này để dò. Đó, chiếc máy này rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Và em mua hết tất cả là 386.000. Hết có 386.000 thôi nhá. Và đây là máy dò cứu loại cầm tay, cái này không để tìm vàng đâu. Không ra bãi biển tìm vàng đâu, chủ yếu là để dò xem cái hàng hóa mình mua có chuẩn hay không. Đó thì cái này em mua từ Shopee Trung Quốc nhá. Cũng chưa biết bên trong nó là như thế nào. Đó, nên nhận được mất là cái túi màu xám này thôi và full box. Giá rất là rẻ, chỉ có 386.000 thôi. Đó là bỏ cho cái việc là chẳng may mình bị lừa. Ví dụ hôm trước người ta không cho em bắt chẳng hạn, em dùng cái máy này em dò xem có kêu lại bên trong hay không. Mà không có thì không nhận nữa. Thế là tự nhiên không mất thì hôm nay em vẫn cứ nhận, cuối cùng mở ra bên trong đúng hộp bột thật. Tự nhiên mất bố 400, phí quá. Thế bây giờ em sẽ mở hộp này nhá. Đó, mình xin như này. Đó, tí em thử luôn xem mấy cái hàng như này. Đây, em sẽ mở ra nhá. Đó, máy dò kim loại. À chết rồi, không biết là có pin để dùng không. Đây thì ở trên này nó là hình ảnh của nó là một chiếc máy cầm tay như thế này. Đó thì có cái hình ảnh là có thể tìm được nhẫn ở dưới lòng đất này hay là tiền xu này. À, cái này không biết là có tìm được tiền ở dưới lòng đất hay không, nhưng mà thôi em mua chủ yếu là về để dò hàng thôi. Đó, thấy nha, hình ảnh của nó thì như này, có thể dắt vào người được. À, trông như cái dùi cái điện ấy. Đó, đây có cả đèn flash, đèn led vào đây. À, ở trên này thì nó có sẽ có phần lắp pin này. À, rung hoặc là âm thanh báo nằm ở đây này, đèn led này, công tắc nguồn này và cái thiết bị dò sóng này nó nằm ở dưới này. À, này sản phẩm của Trung Quốc không có tên thương hiệu gì cả, không có một cái tên thương hiệu gì luôn, không biết là của hãng nào. Có một tên website là Gareth.com chắc là, đây có cái hãng này, chắc có cái hãng Gareth này. À, đúng rồi, Gareth Pro Pro Pointer. À, thiết bị test tìm vàng. Đó, bây giờ thì không phải là sản phẩm nguyên siêu nhá, em sẽ mở ra xem nào. Đây. À, nó một cái bao đựng để đeo người, nó đeo hông này. Đó. Và một tờ hướng dẫn sử dụng rất là dày ở đây, bằng tiếng Anh. Chỉ có bằng tiếng Anh thôi. Đó, ở đây có số điện thoại là không biết đầu mã nước nào. Tên website, email. Có đầy đủ ở đây. À đấy chắc là cái bảo hành này. À, cái thông số của những chiếc máy dò vàng ấy thì thường thường nó sẽ có thông số là độ sâu sẽ là bao nhiêu và khoảng cách sẽ là gọi là khoảng cách sẽ là bao nhiêu ấy. Thì ở đây là không biết là xe khoảng cách là khu vực nào. Nếu bác nào nhìn vào cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này hay là cái hộp này bác biết thì các bác phải chỉ em. Đây là các thông tin cơ bản của sản phẩm thôi. Đó, em không hiểu nó là cái gì bởi vì toàn thuật ngữ chuyên môn thôi. Em rốt tiếng Anh mà đâu biết rõ là gì đâu, mà không biết là liệu là nó có thể là test được sâu bao nhiêu lâu. Đó, bây giờ xem sản phẩm nha. Đây, chúng ta có thể lắp pin vào đây được này. Đây dùng pin gì đây? À, cái này là sử dụng pin 9V. Sử dụng một cục pin 9V. Đó, bây giờ em sẽ phải đi kiếm một cục pin đấy. Ok nha, chờ em một chút. Đây rồi. Đó, một cục pin 9V nguyên sale. Em vừa ra ngoài mua 15.000 của pin này. Đó. Chờ, xem sơ qua cái này thế nào. Đây. Đây là nguồn này, đây là loa báo này. Đèn là led này. Đó, thông tin này. Ôi, vừa giờ tưởng là không thương hiệu, thương hiệu nó là Gareth. Sản xuất tại Mỹ. Đó, made in USA đàng hoàng, công nhận sách giới sử dụng có toàn bằng tiếng Anh thôi. Chứ không phải như một số giống như sản phẩm tàu khác là toàn tiếng tàu, đây là toàn tiếng Anh thôi, không biết là Mỹ thật hay không. Nhưng mà nhìn công nhận nó cũng rất Mỹ thật đấy nhỉ. À, bây giờ lắp pin nhé. Khi mở ra thì nó như này thôi, bây giờ mở rồi đó. Đây lắp pin vào đây. Chân to vào cái cổng to kia. Cái nhỏ này vào cổng nhỏ. À, ok. À, đèn sáng này. À, à đấy. Nếu mà sôi qua cái kêu loại này thì nó kêu này. Nếu không kêu loại thì nó không kêu này. À, đây.
Đây tí em review luôn cả cái này nữa. Đây cái khẩu súng côn khác mà em mua trên Shopee ấy, mua trên Shopee giá 275.000 cả tiền ship. À, đó nhạy phết này. Nói chung là cái này phải để sát này, không thể tìm sâu được, vẫn phải để sát nhé. Đó, đó, ok, kiểu rất hack. Đây này, có một bác ở trên mạng có yêu cầu em là mua và review cái máy DSi. Đây, em đã mua rồi, mua trên Shop và mua trên Facebook. À, mua ngay tại Hải Phòng thôi, mua ngay tại gần nhà thôi. Đó. À, nếu mà mua cái này mà thử hàng vẫn được này. Đó, rất là nhạy luôn. Để cho vào cái gì ạ? Cho vào cái hộp thôi. Đây, cho cái hộp hàng. Được chưa? Là liệu là khi mà gói hàng lại thì nó có nhận được hay không nhé. Đây, ví dụ là gói hàng như này này. Đó, cái lớp kim loại nhá. Để xem là liệu là nó có nhạy hay không. Đây. Ok, bạn nhận được một cái cọc hàng là máy chơi game. Đó, thử này. Đó, bên trong có kim loại này. Đó. Đó. Rất là nhạy. Ví dụ nhé, à, mua máy chơi game mà đây gửi mua cái máy chơi game mà đây gửi cái đồ linh tinh này. Đó, không có tí kim loại này hả? À, thế gọi là cái này hả? Đó, thì chứng tỏ là bên trong không phải máy chơi game, không phải điện thoại đúng không? À, chứ mua máy điện thoại hay là mua máy nào kim loại. Đó, đó thì nó sẽ nhận như vậy luôn. Đó, là có máy chơi game này. Chẳng chưa? Ô, một cái này quá sướng luôn, quá tiện. Nhạy phết. Đó, gói hàng này khẩu súng côn khác. Khẩu súng côn khác mà bên trong mà ở trên Shopee em mua là khẩu súng màu bạc mà em muốn cho em nói đấy. Đó. Cái thiết bị này phải nói là rất là nhạy. Và quan trọng nhất là công nhận trông nó xịn thật. Trông rất Mỹ luôn. Nó ghi ở sản tại Mỹ. Đây cái logo thôi nhìn nhá. Nó in vô cùng là đẹp luôn này. Đó, in rất là đẹp luôn. Cái này thì nó không sâu đâu. À, ví dụ như thế này. Ví dụ như là cái loại nhá. À, nó chỉ cách tầm khoảng này thôi này. Có nghĩa là tầm khoảng 10cm thôi. Đó. Cái này chỉ ví dụ gần thôi. 10cm thôi. Chứ nó không sâu. Cái này nó giống như những cái mà nhân viên ở sân bay người ta test xem là trong người mình có kim loại hay không ấy. Là nó sẽ dùng những cái chiếc máy kiểu như cái máy này. Đó. Có hơn 300 rồi gọi là 400 đi. Các bác nào mà ví dụ hay mua đồ ở trên Shopee như em hay mua đồ online mà người ta gửi gói hàng về nhiều trường hợp không được bóc ra ấy thì các bác lên sắm cái sản phẩm này. Ví dụ như khi các bác mua điện thoại này, nó chỉ cần một chút xíu kim loại thôi. Đó, mua máy chơi game này, mua một số thiết bị điện tử này thì chắc chắn là sẽ có kim loại bên trong, mà thiết bị điện tử phải có kim loại đúng không? Thì chúng ta có thể dùng cái này để kiểm tra xem trong đấy có đúng là chúng ta nhận được một chiếc máy điện thoại hay một chiếc thiết bị điện tử nào không. Bởi vì nhiều trường hợp nhá, khi mà giao hàng đi, khi mà bán hàng ấy thì người bán người ta có thể lừa các bác, ví dụ người ta cho mấy viên gạch đấy chẳng hạn, hoặc cho cục xà bông đấy chẳng hạn. Ngày trước bạn em mua một chiếc điện thoại bóc ra bên trong là chai nước súc miệng đó, thì những cái chai những thứ như thứ như thế thì dùng chiếc máy này chắc chắn là giò sẽ không ra đó. Thì khi các bác là mua điện thoại, các bác nên có cái chiếc máy này để các bác kiểm tra xem liệu mình có nhận đúng là điện thoại hay không đó, thì các bác có thể mở ra là để biết là liệu bị lừa hay không đó, là chuẩn nhất là như vậy. Thế nhiều khi mua điện thoại nhận được cục xà bông thì nó mất công của mình ra, bởi vì nhiều trường hợp là người ta không cho mình bóc. Đó là trước em bị lừa mất 400.000, nó không phải là số tiền nhỏ cũng như cũng không phải là lớn, nhưng đấy là bài học kinh nghiệm rất là lớn luôn. Đó, bởi vì mình đã chuyên gia mua hàng ở trên mạng mà mình còn vẫn có bị lừa như vậy. Nữa là cái việc mà các bác này không chuyên đúng không? Thế nên các bác em khuyên các bác là nếu mà hay mua hàng ở online mà hay mua hàng điện tử hay điện thoại thì các bác lên mua chiếc máy giò kim loại nhá. Đó. Rất là dễ dùng thôi, lắp có pin 15.000 vào. Đó. Đó. À, xem bên trong có đúng là cái loại không. Này tí sẽ bóc cái hàng này, một khẩu súng côn khác. Đó. Ok. Đó, ngày hôm nay thì em làm clip em review sơ qua cái thiết bị mà em quảng cáo là cái máy dò cái loại thôi. Đó, cái này thì không để đi tìm vàng đâu nhá. Vàng nó chôn sâu ở dưới mặt đất mấy mét thì phải có thiết bị chuyên nghiệp. Cái này chỉ dò được ở ngay cái hộp hàng thôi. Đó. Thế thôi, đấy đơn giản như vậy thôi. Các bác muốn mua máy dò cái loại mà tìm được vàng ấy thì các bác phải bỏ tiền triệu. Em phải khẳng định như vậy, kể cả các bác mua cái máy mà cũng tay dài cũng ra dưới mặt đất này ra khoảng 8-900 cũng không làm đâu. Đó, thế nhá. Ngày hôm nay em chỉ làm đơn giản vậy thôi. Các bạn nào mà thấy hay và thú vị thì cứ cho em xin một like và subscribe YouTube của em. Cảm ơn các bác xem clip nhá. Chào và hẹn gặp lại các bác.